đầu tư máy đục gỗ 4 đầu, bao lâu thì hoàn vốn? Chắc chắn đang là băn khoăn của rất nhiều khách hàng đang trong quá trình tham khảo và quyết định đầu tư máy CNC Đông Phương. Hãy cùng em Hiền đi tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay nhé! Thứ nhất là chi phí đầu tư một cỗ máy hoàn chỉnh. Hiện tại, công ty Đông Phương Hà Nội đang cung cấp dòng máy CNC đục gỗ 1.325 đầu, cấu hình niêm yết với mức giá là 155 triệu đồng, chưa bao gồm chi phí vận chuyển. Đối với mỗi vùng miền khác nhau sẽ có những chi phí vận chuyển khác nhau. Và có hai cấu hình nâng cấp mà khách hàng thường lựa chọn, đó là nâng cấp củ đục lên 2.2 kW để đục sâu 8 cm với chi phí là 2 triệu đồng một đầu đục. Thứ hai, nâng cấp vai máy lên 3.50 cm với chi phí là 5 triệu đồng. Thứ hai là mức chi phí đầu tư các thiết bị, máy móc phụ trợ cần thiết. Đầu tiên là bộ máy tính dùng để lập trình file mẫu. Máy tính vẽ mẫu là thiết bị cần thiết nhất khi đầu tư máy CNC đục gỗ. Đối với mọi thiết kế máy đục gỗ 3D của công ty Đông Phương, đều sử dụng card điều khiển CA100 Pro đã tích hợp sẵn bộ máy tính vận hành. Tuy nhiên, máy tính vận hành không thể sử dụng để thiết kế mẫu. Việc lập trình file mẫu rất quan trọng, chi phí đầu tư một bộ máy tính này trung bình dao động từ 12 đến 15 triệu đồng. Quý khách hàng có thể lựa chọn laptop hay bộ máy tính cây đều được. Tiếp theo là dòng máy mài mũi dao. Công dụng của dòng máy này là để mài các mũi dao đục đã bị mài mòn sau khi sử dụng. Quý khách hàng có thể cân nhắc đầu tư để tiết kiệm chi phí mua mũi dao đục. Công ty Đông Phương đang cung cấp hai loại máy mài là U1 và U2. U1 với giá là 7 triệu đồng, U2 với giá là 8 triệu đồng. Thứ ba là dòng máy hút bụi mini. Cũng rất cần thiết để quý khách hàng có thể hút mùn gỗ trong quá trình gia công, kiểm tra chất lượng sản phẩm và vệ sinh máy định kỳ. Ngoài ra, quý khách hàng có thể tiết kiệm chi phí 2 triệu đồng thay vì đầu tư máy hút bụi mini, có thể sử dụng bộ dịch hơi khô để vệ sinh cũng rất thuận tiện. Thứ tư, bồn nước dung tích 1.000 lít. Nguyên lý hoạt động của hệ thống củ đục được làm mát bằng nước. Mỗi chiếc máy CNC đục gỗ 4 đầu đều đi kèm bộ máy bơm làm mát. Quý khách hàng cần chuẩn bị một thùng nước dung tích 1.000 lít để làm mát hệ thống củ đục. Như vậy, tổng chi phí mà quý khách hàng cần chuẩn bị cho kế hoạch đầu tư một chiếc máy CNC đục gỗ sẽ dao động từ 170 đến 190 triệu đồng. Tùy vào nhu cầu công việc và nguồn vốn đầu tư, em Hiền sẽ tư vấn cấu hình máy phù hợp nhất. Với mức vốn bỏ ra như vậy, bao lâu thì hoàn vốn? Theo chia sẻ thực tế từ khách hàng đã sử dụng máy đục gỗ của Đông Phương chia sẻ, trung bình từ 1 đến 1 năm rưỡi sẽ thu hồi lại được vốn và có thể tạo ra lợi nhuận. Xin chào mọi người, tôi tên là Nguyễn Thị Thu Vân. Hiện tôi đang làm việc và sinh sống tại tỉnh Long An. Công việc hiện tại của tôi là điêu khắc chạm gỗ, đồ gỗ nội thất bằng máy CNC. Thì vốn dĩ công việc này thì gia đình tôi xưa giờ làm bằng tay. Thì theo cái tìm hiểu thì đầu năm 2021 thì tôi có đầu tư một cái máy CNC 4 đầu của công ty Đông Phương. Thì qua một năm mà vận hành và làm việc thì tôi thấy máy rất là ok. Và tôi cũng chia sẻ thật lòng là cái máy này tôi đầu tư với vốn là khoảng gần 200. Nhưng mà một năm thì tôi lấy lại được vốn. Và công việc của tôi thì rất là trôi chảy. Nó giúp cho tôi giảm được cái ngày công thợ. Tức là ngày xưa, ví dụ như tôi làm tay thì một cái bộ ghế thờ thì tôi làm phải tầm từ 15 ngày. Nhưng mà từ khi có máy thì tôi giảm được cái thời gian đó khoảng phân nửa, là khoảng một tuần là tôi đã làm hoàn thành xong cái bộ ghế thờ cho khách. Đầu năm 2022 thì tôi đầu tư thêm một máy nữa với cái diện tích mặt bàn rộng hơn, lớn hơn để phục vụ cho công việc của tôi. Do nhu cầu công việc khách hàng, tôi có nhận vừa làm hàng nhà nhưng mà tôi vừa gia công lại cho những cái trại mọc quanh vùng, cho nên là cái công suất của tôi phải tăng lên, phải thêm nữa, cho nên tôi đầu tư thêm một máy nữa. Và qua quá trình mà tôi mua máy của công ty Đông Phương thì công ty và đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ cho tôi rất là nhiều. Nói chung là thời gian đầu tôi cũng còn bỡ ngỡ và cũng rất là sợ, nhưng mà tôi luôn có cái đội ngũ của
kỹ thuật của công ty Đông Phương hỗ trợ tôi mọi lúc mọi nơi. Cho nên là càng ngày tôi càng tự tin và phải nói là tôi rất là cảm ơn công ty Đông Phương đã hỗ trợ giúp đỡ tôi rất là nhiều trong công việc. Hiện nay thì máy của tôi mỗi ngày chạy ngày chạy đêm, hàng ra thì khách hàng rất là vừa ý, và đó là niềm vui và cũng là niềm tự hào của tôi. Tôi thật sự một lần nữa tôi rất cảm ơn công ty Đông Phương và đội ngũ kỹ thuật của công ty Đông Phương. Còn câu hỏi nào về dòng máy CNC đục cô 4 đầu này, hãy để lại comment phía bên dưới phần bình luận hoặc liên hệ trực tiếp đến em Hiền để được giải đáp nhé. Số hotline 0362 903 888 hoặc 0368 838 388. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.